Hello, Vân chào cả nhà. Mấy chị chờ một phút nha. Tôi nghe nhạc một phút nha. Hello, Vân chào bạn Messi. Hai chị Linh. Hello bạn Ngân Ngọc. Mình sẽ chờ một phút nhé. Ok, hôm nay Vân sẽ nói cái đề tài rất là hấp dẫn nè. Mình sẽ nói về cái đề tài là 5 câu nói giúp mình thay đổi vận mệnh. Hai chị Lana. Ok, Vân chào cả nhà ha. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài hoàn thiện bản thân ha. Làm sao để mình có thể giúp thay đổi cái vận mệnh của mình. Có nhiều lúc mình cứ nói là mình muốn có cuộc sống tốt, cuộc sống sung túc, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ tự do. Nhưng mà thật sự ra đó, mình làm gì để mình đạt được nó các bạn? Hai chị Thu Tâm, hello nha. Câu hỏi là mình làm cái gì để mình đạt được cái mục tiêu của mình đạt được ước mơ của mình. Trước khi Vân vào cái đề tài thì Vân chào cả nhà của mình. Và cho ai mà chưa biết đến Vân thì Vân là xin tự giới thiệu sơ, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Vân sống ở Mỹ Quốc được 28 năm các bạn, khoảng 28 năm. Và Vân thì rất là thích học cái gì, chia sẻ cái đó. Và biết đến đâu, tâu đến đó. Có thể giúp được một ai đó thay đổi hoặc là lợi lạc gì đó, thì đó là cái niềm hạnh phúc của Vân. Cho nên là Vân làm rất là nhiều những cái video cống hiến, mang lại giá trị cho mình và cho người khác. Những cái Vân chia sẻ như thế này là Vân đều học các bạn. Vân cố gắng, Vân nhớ những cái gì Vân học. Cho nên là Vân chia sẻ ra những cái Vân học, Vân hành, tạo ra kết quả, Vân chia sẻ. Và mình cứ làm như thế thì tự nhiên mình cũng giúp được bản thân của mình các bạn. Ok, so hôm nay Vân sẽ chia sẻ về cái đề tài sorry, chia sẻ cái đề tài là 5 câu nói giúp thay đổi vận mệnh của mình. Và câu hỏi của Vân là ai cũng muốn mình có vận mệnh tốt hết đúng không? Ai cũng muốn mình có cái cuộc sống thoải mái, sung túc hết đúng không? Ai cũng muốn mình có cuộc sống tự do hết đúng không? Nếu mà ai muốn mình có cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, các bạn bấm vào Vân số 1 nè. Vân coi bao nhiêu người, nếu mà các bạn có được những cái này thì các bạn trong 15 phút tới các bạn sẽ rất là hứng thú để nghe cái bài này. Vì đây là những cái mà để giúp mình đạt được những cái tự do, hạnh phúc, thoải mái, sống một cách như cái mơ ước của mình các bạn. Vân sẽ dành 30 giây cho các bạn bấm số 1 nha. Ok. Câu hỏi là ai muốn mình có cuộc sống sung túc, tự do và thoải mái, không có bị ràng buộc. Ok. Như mình mơ ước nha. Ok, rồi bấm số 1 giùm Vân. Vân sẽ triển khai cái đề tài này các bạn nhé. Năm điều, Vân nói 5 điều đúng không? Thứ nhất á là mình hãy mỉm cười với mọi tình huống nữa với mình các bạn. Trong cuộc sống này các bạn, mình có rất là nhiều thử thách, trùng trùng điệp điệp thử thách luôn. Và những cái thử thách mà nó đến với mình á, nhiều lúc mình tưởng chừng như mình không thể vượt qua được. Nhiều lúc mình tưởng chừng như là chết sướng hơn. Có ai đã từng có cảm giác đó chưa? Có ai đã từng có cái cảm giác là những cái thử thách nó đến với mình quá là nặng nề, quá là mệt mỏi, và mình tưởng chừng không biết làm sao để vượt qua không các bạn? Nếu có, các bạn bấm vào vần số 2 nha. Coi bao nhiêu bạn đã từng như vậy, đã từng giống như Vân. Vân đã có rất là nhiều nhiều lúc thử thách mà đến nỗi mình nghĩ là không thể vượt qua được các bạn.
những cái thử thách mà mình cảm thấy là tự lực mình làm không xong. Mình làm không xong các bạn. Và cái thứ nhất của Vân là các bạn mình hãy luôn mỉm cười với nó. Vì sao? Vì mình đâu có làm gì được đâu các bạn. Mình không có làm gì được nó hết thì mình phải mỉm cười và chấp nhận nó. Và cái mà mình cần đó là mình cần học cái cách giải pháp cái vấn đề, đúng không? Chứ mình ngồi đó mình quán trách nó là một cái thứ thuốc độc các bạn. Đó là một cái thứ thuốc độc. Có nhiều lúc mình bị quan lắm, mình bị quan, cứ như là tôi đâu có làm cái đó đâu mà mọi người lại đổ lỗi cho mình làm, hoặc là mình bị một cái gì đó mà mình cảm thấy mình bị ức á, mình bị ức, mình không thể nói được với ai, mình cũng không có biết ai để mình tâm sự, hoặc là mình không biết làm sao để mình có thể thoát qua cái cơn nạn này. Thì lúc đó mình chỉ biết có ngồi nó mà quán trách thôi các bạn. Quán trách. Nhưng mà thật sự quán trách nó là một cái thứ thuốc độc. Thuốc độc nó giết mình hồi nào không hay các bạn. Và nó làm cái vấn đề nó càng ngày càng tồi tệ hơn các bạn. Cho nên là hãy mỉm cười với mọi tình huống xảy ra đến với mình. Mọi thử thách nó đến với mình. Và đừng quán trách bất cứ ai hết. Thay vì quán trách thì hãy tìm cách thay đổi các bạn. Hãy tìm cách giải quyết nó, hãy tìm cách thay đổi. Và cái thay đổi tốt nhất là hãy thay đổi chính bản thân của mình. Thay đổi chính bản thân của mình các bạn. Và khi mình thay đổi chính bản thân của mình không có dễ chút nào hết các bạn. Nhưng các bạn nên nhớ một cái là khi ta thay đổi, thế giới nó sẽ thay đổi. Và cái quan trọng là mình nhìn cái vấn đề nó như thế nào đến với mình. Chứ không phải là ngồi đó. Có bao giờ các bạn mà thấy những cái chuyện không hay nó đến với mình, những cái việc mà mình không mong muốn nó đến với mình, và lúc đó mình bực quá nhưng mình cứ ngồi đó mình than trời, mình quán trách không? Than trời trách đất, xong rồi mình quán trách người này, quán trách người kia. Đã tạo cho tôi khổ như vậy, đã tại sao người này làm như vậy, tại sao người kia làm như vậy, mà có bao giờ mình hỏi tại lỗi tại tôi mọi đàn, có bao giờ mình nói là có thể là mình làm chưa tốt cái việc này cho nên là mới gặt cái quả như thế này, có thể là lỗi tại mình. Và nếu như các bạn mà cứ đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia thì cái vấn đề nó sẽ xảy ra rất là lớn các bạn. Cho nên là hãy mỉm cười với nó, mặc dù cười không có nổi đâu, nhưng mà phải tập các bạn nhé, phải tập mỉm cười với mọi tình huống nó đến với mình. Và thay vì quán trách, hãy tìm cách thay đổi chính mình để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách mình đang có. Trách cuộc sống chỉ bằng cải thiện cuộc sống các bạn. Thay vì mình trách cuộc sống, cuộc đời này nó mang lại quá nhiều bất công cho mình, thì mình hãy cải thiện nó đi. Mình có thể mà, mình có quyền cải thiện nó và mình có thể cải thiện nó mà các bạn, đúng không? Thì thay vì mình quán trách thì mình học cách để cải thiện nó, tìm giải pháp để khắc phục nó, khắc phục giải pháp, tìm giải pháp để khắc phục cái tình huống nó đến với mình. Những kẻ mạnh, các bạn nghĩ họ có nước mắt không? Họ có khóc không? Có ai nghĩ là những kẻ mạnh có khóc không? Thật sự họ khóc đó các bạn. Nhưng mà họ khóc, họ nuốt nước mắt vào trong. Họ nuốt nước mắt vào trong. Những kẻ mạnh không phải không có nước mắt, mà họ nuốt nước mắt vào trong để tiến về phía trước. Hay không các bạn? Thì bây giờ mình có phải mình muốn học làm kẻ mạnh không? Mình muốn học người làm người mạnh không? Thì thay vì người mạnh làm cái gì các bạn? Họ luôn luôn phấn đấu, luôn luôn vươn lên. Thì những cái vươn lên của họ thì sao? Họ lúc nào cũng tức chứ, bực chứ, nhưng nuốt nước mắt vào trong. Và học cách tiến về phía trước, luôn luôn tiến về phía trước và nhìn về phía trước. Không có nhìn về quá khứ nữa, mà mình nhìn về phía trước các bạn nhé. Cái thứ nhì, cuộc sống khổ sở bởi vì dục vọng của mình quá nhiều các bạn. Mình hay so sánh người này người kia, được mất hơn thua. Tại sao người ta có nhà đẹp, tại sao người ta có xe đẹp,
Tại sao người ta có chồng giỏi? Tại sao người ta có con ngoan? Tại sao tôi khổ như thế này? Chồng làm khổ tôi, con làm khổ tôi. Nhà cửa thì thiếu trước hụt sau. Thật sự cái nỗi khổ của mình là cái nỗi khổ so sánh mình với người khác. Và mình cứ luôn chạy theo cái sự cái dục vọng của mình các bạn, thì nó làm cho mình khổ. Và nếu như ai đó mà chấp nhận những cái hiện tại mình có và cảm ơn, luôn luôn cảm ơn những cái gì mình có, thì các bạn sẽ được rất là nhiều các bạn. Các bạn được rất là nhiều. Và đừng có chê bất cứ cái gì đến với mình hết các bạn, mặc dù nó là một xu tiền thôi. Một xu tiền thôi nó đến với mình cũng cảm ơn. Cảm ơn đồng tiền này đã đến với tôi, đã có mặt trong nhà tôi. Các bạn hãy tập học học trong sống trong thế giới biết ơn. Biết ơn chồng mình, biết ơn con mình đã đến với cuộc đời của mình. Biết ơn là mình có mái nhà che chở. Biết ơn là mình không phải giải nắng dầm mưa với những người khác. Mình có được cái nhà mà, mình có được mái ấm gia đình mà, đúng không? Mình phải biết ơn và trân trọng những cái hiện tại mình có, mặc dù nó không phải là cái gì to đùng các bạn, nhưng nó lại rất là hạnh phúc. Nếu các bạn thấy đủ thì các bạn sẽ rất là hạnh phúc. Ok. Chồng Vân, anh xã Vân, anh hay có một cái nè, anh có thể làm ra rất là nhiều tiền, nhưng mà một cái đồng xu mà rớt dưới đất ảnh cũng lụm lên. Thì Vân hỏi anh chứ, anh có thể phung phí một chai rượu có thể là 500 đô, 1.000 đô hoặc là hơn thế nữa. Còn một sen, có một sen thôi mà lý do tại sao anh lụm, gặp tiền ở đâu cũng phải lụm, một sen cũng lụm là tại sao? Anh trả lời một câu rất là chí lý các bạn. Anh nói là tiền nó là tiền, một sen nó cũng là tiền. Và nếu như em biết quý đồng tiền, cảm ơn đồng tiền, biết quý đồng tiền thì em sẽ có được nó hoài. Rất là chí lý đúng không? Đó là cái mà Vân học từ anh xã Vân. Và bắt đầu từ đó thì một sen Vân cũng lụm, mới lụm một sen này ở đâu không biết nữa nè. Một sen Vân cũng lụm mặc dù nó không có đáng giá, nhưng nó là tiền các bạn. Nó là tiền. Cho nên là tất cả cái gì đến với cuộc sống của mình, nó là một cái pleasure, có nghĩa là một cái ơn huệ. Mình sẽ coi nó là một cái ơn huệ. Những cái khó khăn nó đến với mình cũng cảm ơn vì đã cho tôi học được một cái bài học mạnh mẽ hơn. Ok, luôn 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 sống trong thế giới biết ơn các bạn. Và khi mình sống trong thế giới biết ơn thì mình sẽ có được tất cả những gì mình muốn các bạn, vì mình luôn luôn biết ơn nó, luôn luôn biết ơn tiền đến với tôi, luôn luôn biết ơn người chồng của tôi thương yêu tôi, luôn luôn biết ơn các con của tôi rất là ngoan hiền, có hiếu, và luôn luôn biết ơn cái người đã tạo ra cho tôi cơ hội, luôn luôn biết ơn mái nhà này, chiếc xe này, những cái xung quanh mình, luôn luôn biết ơn nó, thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là hạnh phúc hơn rất là nhiều các bạn. Thì mình sẽ không có khổ sở vật lộn vì những cái này cái kia cái nọ nữa các bạn ha. Cuộc sống vốn dĩ đau khổ khi con người khi họ tham vọng quá nhiều mà họ không đạt được, và họ bắt đầu quán trách, quán trách xã hội này bất công, quán trách người này người kia người nọ đối xử với tôi tệ, đối xử với tôi không có tốt, thì bắt đầu họ sẽ bắt đầu đau khổ các bạn. Đau khổ sẽ dồn hết vào mình, đâu có ai biết được chuyện gì xảy ra ở ngoài, bạn suy nghĩ gì người ta đâu còn biết, và bạn suy nghĩ những cái gì thì đó là cái bạn phải chịu, cái quả đó bạn sẽ chịu, cái đau khổ đó các bạn. Cho nên là nếu biết như vậy thì tại sao mình không chịu, mình không có vẽ cho mình cuộc đời là mình hạnh phúc, mình vui vẻ, mình an lạc, mình sống trong một cái thế giới thật là tuyệt vời như vậy các bạn, đúng không? Cuộc sống mình phải sống có ý nghĩa chứ, đúng không? Hello chị Thủy, mình phải sống với cuộc sống có ý nghĩa chứ, đúng không? Cho nên là mình phải là kiến trúc sư để vẽ cuộc đời của mình. Mình muốn cuộc đời mình như thế nào thì mình có quyền tận hưởng cái cuộc đời đó các bạn. Và mình có thể làm được, và ai trong chúng ta cũng có thể làm được hết. Không bất kỳ người giàu, người nghèo hay là người thông minh, người như thế nào đó, ai trong chúng ta cũng có thể vẽ được cuộc đời của mình và cũng có thể phấn đấu cho nó.
Ok, phấn đấu cho cuộc đời mơ ước của mình. Mình muốn sống hạnh phúc, mình muốn sống tự do, mình muốn sống được chồng mình thương yêu, mình muốn sống được các con mình con ngoan, có hiếu, mình muốn sống được cuộc sống như thế nào đó, thì mình phải biết ơn với tất cả những cái đó, mặc dù nó chưa tới với mình, nhưng mình phải mơ và mình phải biết ơn với nó các bạn. Và mình đừng so sánh mình với người khác các bạn ơi, vì mình khác người ta. Và Vân đây không có Vân thứ hai. Bạn là bạn, bạn không có bạn copy y chang bạn được đâu. Cho nên là mình không thể nào mình so sánh mình với người khác. Mình không giống người khác và người khác không giống mình. Mình chỉ có làm thật tốt những gì mình muốn làm, để sống chính xác giống như cái nghĩa của tôi, vì tôi là chính tôi. Các bạn nên nhớ điều này nha. Vì tôi là chính tôi, tôi không là ai khác. Có một cái bài hát Vân rất là tâm đắc. Vì tôi là chính tôi, không một ai khác ngoài tôi, là chính tôi. Các bạn nên nhớ cái đó. Cho nên sống đừng có so sánh mình với người khác các bạn nhé. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, càng nỗ lực làm nhiều chuyện thiện thì các bạn càng thấy may mắn đến với mình. Cuộc sống cần phải cho ra. Các bạn thấy Vân nói ok không? Đúng không? Cuộc sống cần phải biết thương yêu, không phải thương yêu mình không, mà mình còn phải thương yêu người khác nữa. Cho nên mình học cách sống cho ra. Ai trong Facebook Live của Vân, hoặc là xem lại, hoặc là trong YouTube các bạn đang sống cuộc sống thích cho ra, các bạn bấm vào Vân số 2. Thích cho ra, có nghĩa là thích giúp người khác đó. Thích giúp người khác, sống với một cuộc sống cho ra, làm nhiều việc thiện, thích giúp người khác. Các bạn bấm Vân số 2 nhé. Okay. Để Vân coi bao nhiêu bạn sống thích giúp người khác, thích cho ra. Tại vì những người này là những người sẽ nhận được rất là nhiều may mắn các bạn. Rất là nhiều may mắn. Vì sao? Vì người ta nói cho ra là còn mãi. Và các bạn, khi mà các bạn cho ra bất cứ một cái gì, các bạn đừng bao giờ nghĩ là người ta phải trả ơn mình các bạn nhé. Đừng bao giờ chấp vào cái đó và đừng bao giờ nhớ tới nữa. Các bạn cho ra một cái gì các bạn quên nó đi, nhưng mà nó vẫn còn mãi mãi các bạn. Và một khi mà các bạn nhớ đó thì nó sẽ không có nữa, cái phước mình nó sẽ giảm. Cho nên là cái thứ hai đó là vẫn nói là luôn sống trong thế giới biết ơn, để mình không so sánh mình với người khác, luôn sống trong thế giới biết ơn để mình có hạnh phúc, đúng không? Và càng may mắn hơn là mình sống trong thế giới cho ra các bạn. Cho ra những kiến thức, kỹ năng của mình. Cho ra những cái gì mình biết. Và mình biết giúp đỡ người khác. Mình làm rất là nhiều chuyện thiện các bạn. Thì may mắn nó sẽ đến với mình. Tại sao mà Vân hay nói là mình sống làm sao mà để cho khi mình ra đi. Tại ai cũng phải ra đi mà, đúng không? Đâu có ai mà có thể mà sống hoài, lột xác sống hoài đâu, đúng không? Sống làm sao khi mình ra đi, người ta nhìn mình mà người ta khóc vì thương tiếc mình. Một người sống có ích như vậy, có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh vậy mà ra đi quá uổng. Hay là mình muốn người ta nhìn mình với một cái cặp mắt là chết đau chết khuất cho rồi, đúng không? Cho nên là người ta nói là nói gì quên mất rồi. Đang định sổ nho, nhưng mà nho này nó rời rạc rồi, nó không còn chùm nữa. Cho nên là cái mà Vân muốn truyền đây đó là khi mà các bạn biết thương người khác đó là các bạn sẽ được hạnh phúc. Các bạn sẽ được hạnh phúc cho mình. Vì sao? Khi mình nghĩ đến người khác thì tự nhiên sẽ có rất là nhiều người thương yêu mình, vì mình đem lòng mình trao cho người khác trước. Trao cho giúp đỡ, biết yêu thương, biết làm nhiều chuyện thiện. Trong đạo Phật mình thì có phóng sanh, cúng dường và bố thí, đúng không? Thì mình làm gì trong cái khả năng của mình. Có thể là cái này là Vân khuyên tất cả mọi người nha. Thí dụ như bây giờ mình làm được cái tiền lương của mình á, mỗi tháng là 10 đồng đi, hoặc là 100 đồng đi. Các bạn có thể trích ra chừng ít nhất cũng được là 2% để đi từ thiện các bạn. Và nếu như các bạn làm được 10%, tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời. Mình càng làm, tin Vân đi, mình càng làm mình càng được. Và cái sự may mắn nó đến mình bất ngờ lắm. Nó rất là bất ngờ. Vì sao? Vì đây là những cái âm đức nè. Những cái âm đức mình tích tạo nè các bạn.
Cho nên là Vân khuyên các bạn nên tích tạo âm đức. Để chi? Để mình hưởng đời của mình và đời con cháu của mình nữa các bạn. Và nhớ nè, các bạn mà để của cải như một núi đi nữa, nó không có phước có đức gì hết, nó phá vài năm cũng banh hết rồi các bạn ơi. Nhưng nếu các bạn để cái âm đức cho con đó, thì nó sẽ hưởng hoài đời đời kiếp kiếp của nó và con cháu của nó nữa các bạn. Và nếu mà các bạn làm cái gì đó, là con cháu mình nó sẽ nhìn theo tấm gương của cha mẹ, và nó sẽ bắt chước nó làm theo, thì làm sao cuộc đời nó khổ được các bạn. Đồng ý không? Cho nên là tất cả cái gì mình làm, thứ nhất, mình để lại âm đức cho con của mình. Thứ nhì, là mình là tấm gương để con mình nó noi theo. Mình là người tốt thì chắc chắn con mình nó cũng sẽ là người tốt. Mình là người xấu, chắc chắn con mình nó sẽ cũng là người xấu. Và mình là người ích kỷ, hay là cái gì đó, tham lam ích kỷ cho bản thân của mình. Mình dạy con mình như vậy thì chắc chắn nó lớn lên nó cũng trở thành người đó. Và nếu như mà mình dạy con mình cống hiến cho ra, con ơi con làm một đồng con trích ra 10 sen, 20 sen để con cho người khác đi. Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Cái câu này Vân nghe mẹ Vân cứ nhắc hoài. Con ơi người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Mà lúc đó mình còn nhỏ mình cứ nói ủa sao người ta ăn người ta cũng hết mà mẹ. Tại sao mà mẹ nói người ta ăn thì còn. Mình cứ không hiểu cái câu đó cho tới mãi cho tới khi lớn lên. Tại Vân thấy mẹ Vân hay cho những người ăn xin, tại lúc đó nhà Vân ở chợ đó, thì mẹ Vân hay cho người ta, những người ăn xin cơm rồi cái này cái kia cái nọ, rồi Vân cứ thắc mắc hoài, mẹ tại sao mẹ phải cho người ta, mẹ tại sao người ta phải nghèo như vậy. Lúc đó mình có rất nhiều câu hỏi, thì mẹ Vân chỉ trả lời một câu là người ta thì ăn thì còn, mình ăn thì hết con ơi. Mình cứ nói ủa nó ăn nó cũng hết mà mẹ, người ta ăn đã hết mà. Lúc đó đúng là còn nít, rất là vô tư. Nhưng mà thật sự ra đúng chính xác cái nghĩa người ta ăn thì còn các bạn, người ta ăn thì còn, có nghĩa là cái giận, cái nhớ ơn của mình á, có khi một cái ly sữa thôi, một cái buổi ăn cơm thôi mà người ta nhớ hoài các bạn. Để khi sau này con cháu của các bạn mà có gặp nạn, hoặc là các bạn có gặp nạn, người ta có thể trả ơn đó. Và hoặc là đừng có mong gì người ta trả ơn các bạn, người khác cũng sẽ giúp đỡ con cháu các bạn. Đó gọi là cái âm đức các bạn. Và nếu như các bạn để lại âm đức cho con mình, thì con mình nó sẽ hưởng hoài đời đời kiếp kiếp của nó và của con cháu nó các bạn. Đó là cái mình muốn, đúng không? Chứ đâu có muốn là để cho nó một cái di sản khổng lồ, rồi cuối cùng rồi mình chết nhắm mắt không được, đúng không? Vì nó chưa có nhắm mắt nữa, vừa nằm trên giường bệnh, chưa có ra đi nữa, là nó đã cấu xé nhau, nó đã đánh đập nhau, nó đã chia di chúc nhau. Mà mình nằm đó, mình á khẩu, mình bệnh, mình không nói được, mình tức chết đi thôi. Mình ói máu lên, học máu ở trên giường bệnh luôn các bạn, chưa chết mà đã như vậy rồi. Thì làm sao mình đi đâu các bạn? Chắc chắn mình sẽ bị đọ luôn. Có đáng không các bạn? Cả cuộc đời của mình hy sinh vì con cháu mình, làm cực khổ, mình tạo ra biết bao nhiêu cái di sản này bằng cái nước mắt máu của mình, bằng xương máu của mình, để lại một cái gì đó cho con mà mình chưa có ra đi. Mình nằm trên giường bệnh mà mình nghe tụi nó đã tranh giành gia sản với nhau rồi, nó giành giật, nó đánh đập với nhau, và thậm chí là nó còn làm những cái mà trái ngược với lương tâm nữa các bạn. Nó còn giết chết anh em nó, cấu xé lẫn nhau trước mặt mình nữa, thì mình có nhắm mắt nổi không các bạn? Lúc đó mình chưa chết mà mình cũng học máu mà chết nữa, chứ đừng có nói mà tới số mà chết các bạn. Đó thì đáng không các bạn? Cho nên là Vân khuyên các bạn nha, khuyên các bạn luôn 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 đó, rất là khuyên các bạn là cố gắng đi tạo phước, tạo cái âm đức cho con cháu của mình, để cái đó mới là cái mà con cháu mình nó hưởng. Ok rồi, cái thứ tư hãy giữ cho mình cái trạng thái tốt nhất các bạn. Tư duy tích cực, luôn luôn giữ cho mình cái trạng thái tốt nhất. Tại sao Vân nói vậy? Tại vì khi mà các bạn mà mang cái trạng thái mà ấm ức, cái trạng thái mà mất năng lượng, cái trạng thái mà cái từ trường mà nó xấu trong người đó, là các bạn không thể nào làm cái gì được hết. Các bạn đồng ý với Vân cái điều này không? Các bạn, nếu các bạn đồng ý, bạn bấm vào bằng số 3 nè. Các bạn có đồng ý là khi các bạn mà giận một ai đó, mất năng lượng, từ trường xấu, là mình sẽ không có làm bất cứ cái gì hoàn tất được hết. Đi ra ngoài cũng không chốt được hợp đồng ai hết. Và gần ai người ta cũng chạy mất dép hết. Vì cái từ trường năng lượng trong người của mình, không biết nó tỏ ra như thế nào, nhưng nó làm cho người ta rất là bất an. Đúng không các bạn?
các bạn có tin điều đó, bạn bấm vào phần số 3 nè để coi bao nhiêu bạn tin là nếu như cái từ trường của mình xấu, nếu mình giận ai, nếu mình quán trách ai, nếu như mình không tha thứ cho ai đó, mình lễ trong lòng á, mặc dù mình không có nói nhưng mà cái mặt của mình đã hiện ra hết các bạn, mặt của mình đã hiện ra hết. Cho nên là những gì đến với mình hãy cố gắng giữ cho trạng thái tốt, thay đổi liền, chỉnh sửa liền, tư duy phải tích cực ngay tức khắc các bạn, tích cực ngay tức khắc liền. Thí dụ như Vân nói một cái thí dụ như là mất cái điện thoại đi, trời ơi, buồn chứ đúng không, đó là cái điều mà không muốn xảy ra mà đúng không, và trong cái điện thoại có rất là nhiều danh bạ của mình trong đó và rất là nhiều thông tin trong đó, và bây giờ mình bị mất rồi thì mình buồn chứ, rất là buồn luôn. Thì thay vì mình buồn thì mình lập tức mình suy nghĩ tích cực liền ngay tức khắc các bạn. Thay vì cái buồn đó nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho mình mất năng lượng cả ngày, cả tuần luôn. Thì bây giờ mình sẽ như thế nào? Mình sẽ lập tức suy nghĩ lại, chỉnh sửa cái đầu óc mình lại là ok, nếu mà không mất thì làm sao mình có cơ hội xài điện thoại mới? Đúng không? Bây giờ mình đâu có làm gì được nữa đâu. Mình ngồi đó mình buồn thì mình ảnh hưởng tới mình và ảnh hưởng tới những người xung quanh. Làm sao mình làm được cái trò trống gì, trong khi là lúc nào mình cũng suy nghĩ tới cái điện thoại của tôi. Trời ơi, tại sao tôi mới để đây mà cái thằng nào nó lấy vậy. Và bắt đầu càm ràm đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Ồ, nghi cái ông này quá, nghi cái chị kia quá, nghi người này, nghi người kia. Có phải là mình đang bị trùng mất năng lượng của mình luôn không? Và cái năng lượng này mà đi ra ngoài là ai cũng bỏ chạy mất dép, người ta không có dám gần. Là tại sao? Tại năng lượng hiện lên trên mặt của các bạn hết trơn trọi rồi, nó hiện lên hết trên khuôn mặt của mình rồi thì ai mà dám gần mình nữa các bạn. Cho nên là lập tức chỉnh sửa liền, không cho mình buồn hơn 5 phút các bạn. Tôi sẽ có cơ hội xài điện thoại mới. Ok, xài điện thoại mới. Không thể làm nào, cái gì được thì phải chỉnh sửa tư duy mình thôi, đúng không? Nếu mình không muốn mình làm mừng một người mất năng lượng cho mình và mất năng lượng cho tất cả những người xung quanh mình, cần phải làm điều đó các bạn nhé. Và tập cho mình những cái cảm xúc trong người của mình ha, là những cái cảm xúc tích cực, những cái cảm xúc biết thương yêu người khác. Người ta nói cái năng lượng thương yêu trong người bạn, mặc dù bạn tới gần một ai đó bạn không cần nói, nhưng nó tỏa sáng ra cái năng lượng đó. Tại sao các bạn gần quý thầy, quý vị tu hành đó, tu hành tinh tấn đó, các bạn ngồi quý vị đó có nói nhiều không? Không, họ có nói nhiều đâu các bạn ơi. Đặc biệt là quý vị mà quý thầy mà tu gì bên thiền á, các bạn hỏi 10 câu quý thầy trả lời mỗi câu, quý thầy trả lời một chữ thôi à, không có nói nhiều. Nhưng mà các bạn gần họ các bạn thấy rất là an lạc, đúng không? Rất là an lạc, cái từ trường của họ rất là an lạc luôn. Tại sao vậy? Là tại vì trong người của họ đã có những cái cảm xúc biết thương yêu người khác, biết giúp đỡ người khác, thương yêu người khác, vì chúng sanh, đúng không? Quan tâm cho người khác và làm những gì mà mang lại lợi lạc cho mình và người khác các bạn. Mình làm tất cả những gì mà có thể, cái trạng thái tốt, đây là cái cách mà mình để mình giúp cho mình chỉnh sửa cái trạng thái tốt nè ha. Chỉnh sửa cái trạng thái tốt bằng cách là suy nghĩ tích cực và giúp cho mình đầy đủ năng lượng cả ngày nè. Thứ nhất là cái cảm xúc biết thương yêu, cảm xúc biết ơn, biết thương yêu, biết yêu thương và quan tâm cho những người xung quanh mình, những người khác. Làm những cái gì mà mang lại lợi ích cho người khác, làm những gì mang lại niềm vui cho người khác, thay đổi mình để mình có thể sống tích cực hơn, sống tốt hơn, và luôn luôn nở nụ cười trên môi để mang lại cái niềm cảm hứng của mình, cái sắc mặt hoan hỷ của mình. Đây là một cái bố thí tuyệt vời nhất nè các bạn, mà không cần phải tốn tiền nè các bạn. Bố thí tuyệt vời nhất là luôn luôn nở nụ cười trên môi và luôn luôn đem nụ cười này để cống hiến cho tất cả mọi người các bạn. Đi đến đâu mình cũng nở nụ cười trên môi thì làm sao mà có chuyện được, đúng không? Thế giới hòa bình. Khi mà mình đến ai đó, hello chị Giang Hương,
Thế giới hòa bình là do ở mình trước các bạn, ở mình trước. Mình đi đến đâu mình chào hỏi người ta, hello chị khỏe không? Bằng cái nụ cười của mình thì làm sao người ta giận mình được các bạn? Người ta có giận mình dữ lắm đi nữa, người ta cũng lập tức nguội liền khi người ta thấy được cái mặt hoan hỷ của mình các bạn. Còn các bạn mà đi đến người ta đưa cái mặt hình sự cho người ta là người ta chạy mất dép luôn, chứ đừng nói người ta tới gần mình nữa. Người ta không có muốn nói chuyện với mình nữa và người ta chào tạm biệt mình ngay tức khắc luôn các bạn. Là tại vì cái từ trường trong người của mình nó hiện ra khuôn mặt của mình. Và khi cái khuôn mặt của mình mà nó quá là hình sự, mặc dù mình không có nghĩ là như vậy, nhưng mà thật sự ra là người khác người ta cảm được các bạn. Người ta không có còn phải nhìn vào khuôn mặt các bạn mà người ta biết đâu. Người ta chỉ cần cảm các bạn là người ta cũng sợ, người ta cũng bỏ chạy rồi, đúng không? Tại vì Vân đã từng là người như thế trước đây các bạn, chứ không phải là giỏi gì các bạn. Và Vân hoàn thiện Vân mỗi ngày để sống tốt hơn, để sống làm sao để mang giá trị lại cho người khác các bạn. Trước đây đó, bản thân của Vân là Vân không thích cười các bạn. Vân không thích cười, Vân không thích nói chuyện nhiều, và Vân cũng không có thích là nói chung là mình sống rất là khép nép. Rất là khép nép các bạn. Và khi mà có nhiều người bây giờ gặp Vân đó là cũng có nhiều người nói là chị Vân biết không, trước đây mà em gặp chị em không dám tới gần. Em không dám tới gần vì cái mặt của chị rất là hình sự. Và khi người ta thân với mình, người ta biết được mình như thế nào rồi thì người ta mới dám tới gần và mới nói chuyện. Và khi em tiếp xúc chị thì em thấy chị hoàn toàn khác. Thì mình thật sự trong lòng mình không có nghĩ nhiều như cái khuôn mặt của mình, nhưng mà tại vì mình quá nghiêm thì cũng không được, quá nghiêm thì làm cho người ta cũng sợ, đúng không? Cho nên là mình thay đổi. Khi ta thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi các bạn. Thì khi mình thay đổi những cái tốt nó đến với mình thì chuyện gì xảy ra? Thì có phải cuộc đời của mình nó tốt không? Rất là tốt, đúng không? Vì mình có thêm nhiều bạn nè, mình có thêm những người mà giống như mình. Nhớ là mình là ai, mình sẽ thu hút những người giống như mình các bạn. Các bạn có muốn thu hút những người mà mặt mày hình sự, hoặc là cao có, hoặc là ích kỷ, hoặc là nhỏ mọn đến với mình không? Nếu không thì mình đừng có là cái người như thế đó, thì mình sẽ không thu hút họ các bạn. Cho nên là các bạn để ý chỗ này ha. Ok, hãy biết buông bỏ để được sống trong trạng thái tốt nhất. Buông bỏ những hận thù, những cái oán hờn hay là giận hờn ai đó. Cố gắng tập buông các bạn nhé, để được sống trong trạng thái tốt nhất. Xuất phát từ trái tim yêu thương để đạt được kết quả mình mong muốn. Cái cuối cùng là số 5, là phải tin vào chính mình. Các bạn, sau 4 cái kia mình đã hoàn tất rồi, thì cái cuối cùng cũng khá là quan trọng, là mình phải tin vào chính mình. Mình tin vào tất cả những cái gì mình muốn là mình sẽ đạt được. Mình tin vào cái sự nỗ lực của mình thì sẽ có ngày thành công các bạn. Cái sự cho ra của mình chắc chắn sẽ có ngày được đáp đền lại. Cái sự nỗ lực trong bất cứ cái gì của mình sẽ cũng có người chứng kiến được và cũng có ngày thành công. Thí dụ như mình làm một cái gì đó, đi làm cho công sở cũng vậy, thì mình làm hết lòng hết sức các bạn. Mình nỗ lực, mình làm với một cái tâm của mình, với lương tâm của mình, chứ không phải là làm gì người ta trả cho mình ít tiền thì mình sẽ làm theo đúng cái công ít tiền các bạn. Khi mà các bạn mà làm mà nỗ lực hết cái công sức của mình, nỗ lực với một cái tâm của mình đó, làm vì tâm đó, cái tâm của mình làm việc đó, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều cặp mắt sẽ thấy mình. Và dĩ nhiên cũng có nhiều cặp mắt ganh tị các bạn nhé. Cũng có nhiều cặp mắt ganh tị. Thí dụ như mình làm hết sức hết lòng, hết giờ làm việc rồi còn đi lặt rác, còn đi quét nhà nữa này kia, thì chủ của mình họ sẽ thấy, những sếp của mình họ sẽ thấy. Và người khi mà họ cần cái chức vụ cao hơn thì họ sẽ là người nhìn mình trước, vì cái khả năng của mình, cái sự năng nổ của mình, cái sự chịu khó của mình thì họ sẽ đề cao mình trước. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người ganh tị, ghét của mình. Cho nên là mình không thể nào sống vừa lòng tất cả mọi người được hết các bạn. Cái quan trọng là mình phải sống làm sao cho không thẹn với lương tâm các bạn. Làm cái gì các bạn cũng làm hết mình đi, chơi chơi hết mình, làm hết mình. Làm với tất cả trái tim của mình, làm với tất cả cái tấm lòng của mình. Làm không có cần thụ lợi các bạn, bất thụ lợi. Nhưng mà các bạn, mình sẽ có những cái bất ngờ nó đến với mình. Tin Vân đi. Các bạn bỏ ra công sức bao nhiêu thì các bạn sẽ hưởng lại còn nhiều hơn đó nữa. Người này không trả cho bạn thì người khác sẽ bất ngờ đến trả cho bạn. Và có
Vân đã được những cái bất ngờ đã đến với mình rồi, cho nên là mình hãy làm hết mình và mình tin tưởng vào chính mình. Trong cuộc đời này mình sẽ gặp rất là nhiều những cái người, những người trong cuộc sống này xung quanh mình, và họ sẽ đánh giá mình cái này cái kia cái nọ, và mình không thể nào mà nghe người ta và để phải nói làm sao, nghe người ta khống chế cuộc đời của mình, đúng không? Và mình, người ta đâu có nuôi con mình đâu, lỡ như mình có chuyện gì, thí dụ như mình muốn kinh doanh một cái gì đó mà người ta cản, người ta nói ô trời ơi coi chừng á, cái này làm không có được đâu, bắt đầu người ta nói ra nó vô, nó ra nó vô, cái bắt đầu bạn phải suy nghĩ, bạn phải suy nghĩ vì lời nói của người ta mà bạn phải suy nghĩ. Thật sự ra đó, câu hỏi ngược lại cho người đó đó, thí dụ như bạn muốn mở nhà hàng đi, người ta cản, người ta nói đừng có mở, trời ơi nhà hàng cực lắm, nhà hàng không thành công đâu. Thì bây giờ bạn nghĩ ngược lại đi, cái người đó đã có từng mở nhà hàng chưa mà họ biết như vậy? Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là họ có thành công nhà hàng chưa mà họ nói những cái câu như thế? Tại sao bạn phải nghe họ? Cho nên là mình cần phải tin vào bản thân của mình. Mình thấy được cái gì hay, mình cứ làm. Mình làm cái gì mình cảm thấy là có lợi lạc cho mình, có lợi lạc cho người khác, không có tổn thương ai hết, mình có thể kiếm được cái đồng tiền chân chánh của mình, thì mình cứ làm các bạn. Làm cái gì đó mà có thể lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người khác, lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc cho tất cả mọi người, và có thể kiếm tiền được thì các bạn cứ làm. Các bạn đừng có nghe người này, nghe người kia, rồi cuối cùng thì một cái câu hỏi nó bị rối hết trong đầu các bạn vậy đó, rồi cuối cùng mình bỏ cuộc. Vì sao? Vì mình không có lập trường. Không có lập trường. Cho nên là hãy tin vào chính bản thân của mình. Người ta làm được, tôi sẽ làm được. Nếu như chưa có ai thành công mà sản phẩm này nó tốt, tôi sẽ là người kinh doanh và thành công đầu tiên trong cái sản phẩm này. Và nếu như bây giờ đã có rất là nhiều người thành công từ cái sản phẩm này rồi, thì tôi sẽ là người tiếp theo thành công trong sản phẩm này. Và mình phải có niềm tin tuyệt đối trong những cái đó. Và người ta làm được, chắc chắn tôi sẽ làm được. Nếu tôi không bỏ cuộc, chắc chắn tôi sẽ có ngày thành công các bạn. Mình phải tin vào cái điều đó các bạn nhé. Đó là 5 điều mà Vân Vân phải nói là cống hiến cho các bạn. Cống hiến cho các bạn. Và 5 câu nói này đã giúp Vân các bạn, đã giúp Vân, và đây là cái hành trang cho cái cuộc đời kinh doanh của Vân, cũng như trong cái cuộc sống của mình, đã thay đổi cái vận mệnh của mình. Một cái nữa rất là quan trọng, đây là cái thứ 6 luôn nha, cho cái thứ 6, cái bonus thứ 6 nha. Có nhiều lúc trong cuộc đời của mình có những cái rất là bất an nó đến với mình và mình không có thể vượt qua được các bạn, thì Vân khuyên các bạn, đạo gì cũng được hết. Vân khuyên các bạn hãy tin vào ơn trên, tin vào bề trên nha. Hai bên mình có dai dáng chứng minh cho mình những gì mình làm nè. Và ơn trên có trời đất, có Phật, có Chúa, những gì đó các bạn tin đó ha. Thế bạn hãy tin là họ lúc nào cũng che chở cho mình và luôn luôn bảo vệ cho mình. Nếu mình là con của họ, họ sẽ bảo vệ cho mình. Thứ nhất, thứ nhì nữa là họ luôn luôn bảo vệ cho những người có cái tâm tốt, cái tâm từ bi, cái tâm thích đi giúp người khác. Cho nên là những cái gì mà nó đến với các bạn mà các bạn cảm thấy bất an, các bạn cảm thấy nó hầu như mình không có thể vượt qua được đó, các bạn cầu nguyện đi. Các bạn hãy cầu nguyện. Các bạn đạo Chúa, các bạn đi nhà thờ, hoặc là các bạn có thể cầu nguyện ở một nơi nào đó như thế nào đó, hoặc các bạn đạo Phật, các bạn có thể cầu nguyện mỗi ngày. Dạ, yeah. Cầu nguyện, niệm Phật, trì chú Đại Bi, tu tập, để cho mình chút xíu hành trang mỗi ngày để được cảm ứng với ơn trên, để cho họ luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh mình, gia hộ cho những cái gì mình làm. Có nhiều lúc tự lực mình làm không có xong đâu các bạn, tự lực mình rất là mệt mỏi với cái thế giới này. Có nhiều lúc mình tưởng chừng như mình kiệt sức rồi, nhưng tự nhiên có một cái bàn tay nào đó cứu vớt mình, nhờ mình cầu nguyện. Con hết đường binh rồi, con quá khổ rồi, xin ơn trên chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con, gia hộ cho con, dẫn đường chỉ lối cho con, sáng suốt trong tất cả những gì con làm. Thì họ sẽ che chở cho các bạn, họ sẽ bao dung cho các bạn, vì các bạn là con của họ. Thứ nhất, thứ nhì nữa, vì các bạn là người tốt. Các bạn là người tốt, các bạn đã hành 4 cái điều trên rồi, có nghĩa là các bạn là người tốt. Và họ thấy được điều đó.
Các bạn có tin không là xung quanh mình có quỷ thần chúng, có rất là nhiều những vong linh mà họ chưa có được siêu thoát, những vị thần, các vị trời, các vị tiên, họ đi tuần, họ đi xuống thế gian này rất là nhiều, và họ có thể thấy được các bạn làm những cái gì, những cái điều thiện hay những điều bất thiện gì, họ sẽ thấy hết và họ sẽ chứng cho các bạn. Họ sẽ cũng rất là thích gần những cái người giống như các bạn vậy đó. Cho nên là nếu mà các bạn cộng thêm cái lời cầu nguyện mỗi ngày nhé, cầu nguyện ơn trên gia hộ cho con để con có thể hoàn tất được những cái gì mà con muốn đó, thì cộng thêm những cái mà bạn làm thì chắc chắn là cái kết quả nó rất là tuyệt vời các bạn. Đó là 6 điều ha, vẫn phải sửa lại là 6 điều mà giúp cho mình thay đổi cái vận mệnh của mình. Và Vân lặp lại nhé, Vân lặp lại là 6 cái điều ha. Thứ nhất là hãy mỉm cười với mọi tình huống đến với mình, những thử thách đến với mình đó, hãy mỉm cười với nó nhé. Thứ hai là cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng của mình quá nhiều. Đừng nên so sánh mình với bất cứ ai và hãy là chính mình các bạn. Cái thứ hai là hãy là chính mình các bạn nhé. Cái thứ ba là càng nỗ lực làm nhiều việc thiện thì các bạn càng đem may mắn đến cho mình và gia đình của mình nha. Cái thứ tư, hãy giữ cho mình trạng thái tốt nhất, lúc nào cũng tích cực các bạn nhé. Cái thứ năm, phải tin vào chính bản thân của mình. Trong tất cả những gì mình làm, mình phải tin vào chính bản thân của mình. Cái thứ sáu là hãy cầu nguyện cho những gì bạn làm. Ok, đó là 6 điều mà Vân chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn nào mà hứa là làm theo những cái này nè, các bạn có thể bấm vào Vân số 4 nè. Các bạn hứa các bạn sẽ hành theo Vân nè. Thứ nhất là các bạn nào mà cảm thấy cái video này lợi lạc, các bạn bấm giùm Vân số 4 nè. Và hứa sẽ làm theo, bấm giùm Vân số 5. Để mình cùng nhau lợi lạc chứ, đúng không? Và nếu như các bạn thấy video này lợi lạc cho mình, lợi lạc cho chúng sanh, cho tất cả mọi người, các bạn có thể chia sẻ ra để chúng ta cùng sống thật là tốt, thật là ý nghĩa, thật là giá trị trong cuộc sống này các bạn nhé. Và một lần nữa Vân cảm ơn cả nhà yêu mình rất là nhiều, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ Vân, cũng theo dõi sát chương trình Facebook Live của Vân. Và hẹn gặp lại trong vào chương trình kỳ sau các bạn nhé. Chào tạm biệt và hy vọng các bạn Facebook Live này các bạn tận dụng nó và hành theo để mình có lợi lạc. Chào tạm biệt, bye bye.